Đây là một trụ đá anh trắng này, được anh em mà mài đánh bóng ra. Từ những trụ đá thanh thô như thế này các bạn này, được nhiều gia chủ thích chơi thô, nhiều cô bác thích đánh bóng để chân trạch, để trong phòng khách. Nhiều bảo nhà có nhiều trẻ con sợ xây gây góc ngọn sát khí. Một trụ đá thành nhà trắng khá đẹp, được các chuyên gia phong thủy, được chủ nhà để ngay phòng khách, dáng cao khá đẹp bạn này. Đá tự nhiên nên còn nguyên nứt phèn. Đá tự nhiên không đẹp như đá xử lý nhưng năng lượng khá là cao. Nhìn bình thường như này nhưng có độ cứng khá là cao. Và buổi tối cô bác dùng được pin xoay vào thì nó sẽ có sáng lên. Đây, anh em xoay pin vào một cục. Đây, muốn tài lộc, tinh thần mình sảng khoái, vui vẻ, bình an thì chơi đá phong thủy. Và tại sao chơi đá phong thủy lại giúp mình bình an, tài lộc? Nhiều video anh em giải thích. Từ thời xa xưa, cổ xưa, các cụ mình đã sử dụng đá phong thủy, dùng thời vua chúa, hoàng gia dùng. Và anh em từ những đá thô này, anh em cũng chế tác nhiều loại đá phong thủy khác như linga, đá tranh để ngay giữa nhà sàn nên năng lượng. Những bộ đôn ngồi thiền hay ngồi xó dây. Đây, các cô bác nhìn thấy trụ đá hình trắng. Những bát đá thanh. Đây, anh em xoay pin này. Qua ánh nắng mặt trời các bạn. Nước dịp mời các bạn ghé thăm anh em ở sàn Tây Nguyên để tìm hiểu thêm về loại đá. Anh em ở sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.